bà bơ chết tẹt tơ là nghi là ngơ tới tao dây bạt na bạt này than này bao nó bao cái thời cuốn tớ về là o chiên bà cầm thời che bà thời cuốn được thời plơ đừng xong một câu tôi lấy tin nó chuôn ở lộ chân nào đâu nè làm nang khang VOEA bà nhu khang VOEA tỏ khang lộ nào đâu miên ấy đây chưa chừng ngón ai bà chơi nhờ miền bắc bạn bạn và xôm anh nhát group chấm điểm số bạn bom bom bảy mất tuổi test này chôn bạn xôm bạn điểm số là crew không ai bạn sản phẩm và sản phẩm là crew cứ network marketing miền con phải giàu tràn có để chơi chui mà nước bạn tràn có vận tải có miền bộc cô môi chấm luôn có bạn với chấm miền hơi có bạn quay bà ha từ lơ bà bọn tìm xa bản đại năng phong đài chỉ biết xe cư quật bàn lực làng máu bà tệ tôn thân năng thà network marketing năng cư trần đạp bọc chẳng là gũ bà chẳng là trong trầm nội nít xông lục rù chui bà phần vô có đôi chia chai rùm lết đam bây cầm oi miên ca phong trở lòng cho phù mà hạp chốn bê tầm lại bà chẳng xông lục rù bà 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 sầm nua bà sầm khăn này sầm nua đi thôi mà đa thế bà xanh là dương mình bỏ trai ở ba chân thế tôi xin đi chốn một thời miền ca vô trở lo mày bà chân chập vì tôi xin là video nhóm này hái chụp vô trở lo tiệt à bàn đánh tiếp xa đè một nô mùi chầm luôn tôi đại con thả bầu bà. Khi nhóm xong bà để xe thà khi miên bằng đàn tìm xa nà màu bọc thì nà vì miên ta mà nữ đi mà nữ bà mà nữ phải bọc cái ai nhau ngày mà đàn tìm xa nà bọc mình chẳng đại khơi nhìn đàn tìm xa bọc thế là lộn nào rồi đại khơi nhé bị ọt mình chẳng bà miên đàn tìm xa nà bọc đi mà nữ bọc chẳng mà nữ bọc biết mệt hãy lỡ khi nhóm mục tiêu bà hãy đi bắt nhóm dây chẳng luôn mình đang tiếp xa nhóm mơ khơi lộ khẳng lệch khẳng cao bà khẳng ở rốt khẳng ở gì cái đà không hôn mùi chùm luôn đá cái đá cái rít chùm rớt nè đòi sao mình đang tiếp xa mấy cầm kìm thật mình đang tiếp xa thì bị bầu phổng nè đấy tàm nẹ bà ra chê đi đá là dây bầu đá khơi nhẹ để chụp chê nâng đang tiếp xa cái tha mà đang tiếp xa nó bị bầu thì bị ọt tha đi thà giấy tờ chở nên nè đấy bà ra chi nên mình đang chi xa nên bà tha mình đang chi xa nên bảo nu à lâu trong bưu tiêu thà bảo bảo à lâu chồng nói trăng nát đây cái thà để thà bảo hãy trăng oi à nè tha bảo cái trình video mà hãy mà chụp nhom toàn mà đi bè mà nhom có bán đây nè chụp toàn múc ở đâu mà xa bịa ta lụa lụa tùm ninh lụa đô xem xem cái trâu tế tục rạ chùm nánh này anh ấy chỉ rương thoa mà đa tinh thao lụa thay viết chỉ rương thoa mà đa rồi bọn nẹ lụa nẹ rô xì bà cái tinh thao mọi cái lụa em thay cái bàn chùm nánh bị nà mà nhé anh ấy hướng mùi mùi tiệt bà miên nẹ chui non môi ở tinh cái tay đã ở cầm chồng mà nhé ấy à cái tay đã ở cầm chồng và anh nó chỉ riêng thôi mà đa bầm ơi cùng chồng cái lên nòm màu vậy tình anh nó chỉ riêng thôi mà đa ta có bàn tay mình đang tìm xa vậy à cùng chồng đang ấy cái cây này à cùng chồng đang ấy tư chi system rồi sắm rap group chrome à commission đang cùng ơi việc ban nè ơi ban số ba luôn thà nè na chỉ nè na nòm một tình na này nó một tình bề na ngày na khai na chăn nam na hay crom crom mà bao quát những miếng bảm an đấy này nó mà to cái ơi lôi mày cái crom crom anh nâng cái cà phê anh nâng đã bị phố phe chớn nâng anh đấy đây tôi ban cùng chọn nó về phe chớn chuột nè bị muốn mau ban về trình bậc cao à riêng ở mà này thì xa nó mà chấm ưu tiên họ thang mà nó mà nè còn lỗ đấy lâu nè nó ưu tiên họ chậm chậm nhé ở thon mà đã nó môi thì tinh đây lâu cái ơi cùng chọn này việc khó ấy để còn tái nè để nón nó còn miếng khné còn nè đi hóm nó hóm chở tới tôi chụp luôn nè từ đâu mà cùng xong thì nó ăn trời chẳng kê bằng cao
system system สําหรับ គ្រប់ គ្រង commission និយាយ matter បំណង ទី ផ្សារ គឺ គេ ពឹង ផ្អែក សំខាន់ បំផុត នឹង ទៅ លើ ប្រព័ន្ធ បច្ចេក វិទ្យា ណា គេ ពឹង ផ្អែក ទៅ លើ ប្រព័ន្ធ បច្ចេក វិទ្យា IT បាទ system សម្រាប់ គ្រប់ គ្រង ការ លក់ គ្រប់ គ្រង ភ្ញៀវ បាទ គ្រប់ គ្រង ចំណូល ចំណាយ គ្រប់ គ្រង ប្រាក់ កម្រៃ ជើង សារ ជូន សមាជិក វា អត់ មាន អី ខុស ទេ វា អត់ មាន អី ខុស ទេ ឧទាហរណ៍ ថា ខ្ញុំ បើក ក្រុម ហ៊ុន លក់ ផលិត ផល នេះ ចុះ សុខាភិយា អញ្ចឹង ចុះ ណា ឯ ឧទាហរណ៍ នេះ ដូច ជា ចំ ពេក បាទ ថា ខ្ញុំ បើក ក្រុម ហ៊ុន លក់ សុខាភិយា ទេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ប្រើ ឥឡូវ យើង ឧទាហរណ៍ នេះ នេះ ឯង ហ្នឹង ណា ថា ខ្ញុំ ប្រើ លោក នរោ ឯង លក់ បាទ ខ្ញុំ ត្រូវ ឲ្យ ចំណេញ ទៅ លោក នរោ ឯង បាទ ត្រូវ ហ៎ អា ហ្នឹង មាន អី ខុស បាទ ឲ្យ ចុះ ខ្ញុំ បង្កើត មនុស្ស ឲ្យ ច្រើន មក លក់ ឲ្យ ខ្ញុំ ខ្ញុំ បង្កើត បណ្ដាញ ឲ្យ ច្រើន មក លក់ ឲ្យ ខ្ញុំ ហើយ ពួក គាត់ ខំ ជួយ លក់ ខំ ជួយ ផ្សព្វ ផ្សាយ យើង មិន ឲ្យ ប្រាក់ ចំណេញ ទៅ គាត់ អា ហ្នឹង វា អី ខុស ទេ បាទ អញ្ចឹង ហើយ សម្រាប់ អ្នក ដែល ថា បណ្ដាញ ទី ផ្សារ នឹង បោក សុំ គិត ឡើង វិញ បាទ សុំ គិត ឡើង វិញ បាទ ហើយ កុំ យល់ ច្រឡំ ណា កុំ យល់ ច្រឡំ បណ្ដាញ ទី ផ្សារ ទៅ នឹង pyramid scam ណា បើ សិន ជា អ្នក យល់ ច្រឡំ នឹង បណ្ដាញ ទី ផ្សារ ទៅ pyramid scam អ្នក នោះ នឹង យល់ ច្រឡំ ថា បណ្ដាញ ទី ផ្សារ នឹង បោក ហើយ តែ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ជាក់ ថា អ្នក ដែល ថា បណ្ដាញ ទី ផ្សារ នឹង បោក ភាគ ច្រើន ច្រើន តែ អ្នក ដែល បរាជ័យ នឹង បណ្ដាញ ទី ផ្សារ បាទ គាត់ ធ្វើ អត់ ជោគ ជ័យ ខ្លួន គាត់ គាត់ អន់ គាត់ ទៅ ថា បណ្ដាញ ទី ផ្សារ បោក បាទ ចុះ គេ ធ្វើ ជោគ ជ័យ ក៏ គោក អ្នក នេះ ឬ មួយ អញ្ចឹង បាន ខ្ញុំ ថា អ្នក មួយ ចំនួន ក៏ មាត់ ស្អុយ ចេញ វីដេអូ អត់ ប្រយោជន៍ ចេះ ចេះ ឲ្យ ប្រកាស បាទ ចេះ ចេះ ឲ្យ ប្រកាស ចាំ ចេញ បាទ បើ ចេះ ជាក់ តាក់ ស្ទើ ល្ងី ល្ងើ ទេ ធ្វើ ស្គួត ទៅ បាទ មែន ទេ លោក នោះ បាទ បាទ បើ ចេះ តាក់ ស្ទើ ល្ងី ល្ងើ ទេ ទៅ និយាយ ប៉ាត់ ណា ប៉ាត់ នៃ ថា នេះ បោក នោះ បោក ទេ ធ្វើ ស្គួត ធ្វើ ស្គួត ទៅ វា ល្អ ជាង បាទ កុំ ធ្វើ ចេះ បាទ ធ្វើ ស្គួត ឬ ធ្វើ ភ្លើ ទៅ បាទ តោះ ខ្ញុំ និយាយ រឿង ធ្ងន់ បន្តិច ហើយ ព្រោះ អ្នក ដែល ជោគ ជ័យ ច្រើន ណា អ្នក បណ្ដាញ ទី ផ្សារ ហ្នឹង បាទ ណែ សូម្បី តែ ប្រទេស មហា អំណាច ធំ ធំ ក៏ គេ ប្រើ បណ្ដាញ ទី ផ្សារ ដែរ ឧទាហរណ៍ អាមេរិក ប្រហែល ដូណាល់ ត្រាំ បង ប្អូន ប្រហែល ស្គាល់ ដែរ ស្គាល់ ដូណាល់ ត្រាំ ហ៎ មិន បាន ជួប មក គាត់ ផ្ទាល់ ក៏ គេ ស្គាល់ ដែរ បាទ គាត់ បើក ក្រុម ហ៊ុន ដើរ ដោយ បណ្ដាញ ទី ផ្សារ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា Drum Network បង ប្អូន បើក មើល ទៅ website Drum Network ហើ គាត់ បើក network បាន network marketing ហ៎ បើ សិន ជា ថា network បោក មិន ទៅ មើល សៀវភៅ របស់ លោក សេដ្ឋី ជប៉ុន ចិន ទៅ ណា សំបី តា ជែក ម៉ា Robert ម៉ា រៀ ជែក ម៉ា ថា ថា ចិន ក៏ គាត់ លើក សរសើរ លើក ដំកើង ពី ពី network marketing ហើយ អី គេ Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki បាទ ជា អ្នក ប្រាជ្ញ ដ៏ ល្បី ល្បាញ មួយ ពិភព លោក ក៏ គាត់ ធ្វើ network ដែរ ហើយ ក៏ គាត់ មាន មេរៀន និយាយ ពី network marketing ដែរ ក៏ គាត់ លើក សរសើរ ពី network marketing ដែរ ហើយ ចោះ សម្រាប់ ឯង ដែល មនុស្ស មួយ តូច បរាជ័យ នឹង network marketing មិន ចេះ ស្អី មក ងង ណា មិន ចេះ ស្អី មក ងង ល្ងី ល្ងើ អញ្ចឹង ឯង ទៅ និយាយ អត់ ចេះ ខ្មាស់ គេ បាទ ទាំង ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ មុខ របរ រស់ស៊ី គេ មក ប្រទេស អូខេ តោះ កុំ អានឹង ខ្ញុំ និយាយ សម្រាប់ តែ អ្នក ដែល ថា network marketing បោក នេះ បាទ អ្នក ណា ខ្ញុំ និយាយ ចំ ណា ដែល ថា network marketing បោក ចំ មក វីដេអូ ខ្ញុំ នឹង បើ អ្នក ណា ដែល មិន ថា network marketing បោក អ្នក ដែល យល់ វា network marketing ល្អ អត់ ចំ ទេ ណា ហើយ ខ្ញុំ មិន ដឹង ណា អ្នក ណា ទេ អ្នក ដែល និយាយ រឿង network marketing បោក ខ្ញុំ មិន ដឹង ទេ គេ ធួរ ខ្ញុំ ខ្ញុំ និយាយ ថា ទៅ ខ្ញុំ មិន ដាច់ ស្គាល់ ទេ